Bạn còn nhớ cây sen đá đầu tiên của bạn không? Em ấy thế nào rồi? Và bạn còn nhớ lý do gì đã đưa bạn đến với sen? Mỗi người đến với sen vì những lý do riêng. Một vài người đến với sen vì dư giả thời gian, tìm đến sen để thấy mình có việc gì đó để làm, nên cái mà họ khoe chính là sự bận rộn ngày đêm bên đàn sen, từ sen nhỏ đến sen lớn. Có người đến với sen vì dư giả nỗi đau, tìm đến sen để tự chữa lành, nên cái mà họ khoe là sự bình yên bên sen, những góc nhỏ xinh xinh giúp tâm họ tĩnh lại, bao dung và tha thứ. Có người đến với sen vì dư giả sự mất mát, người đã ra đi chỉ còn sen là ở lại, tìm đến sen để thấy bóng người trong sen, nên cái mà họ khoe là những kỷ niệm. Có người đến với sen vì dư giả tiền bạc, tìm đến sen để được thể hiện đẳng cấp và sự giàu có, nên cái mà họ khoe chính là bưu mua sen vài chục đến hơn trăm củ khoai lang. Nhưng chung quy lại, đa phần mọi người đến với sen vì chính sen, vì vẻ đẹp và sự kiên cường của em ấy, nên cái mà họ khoe chính là những bé sen xinh xắn với sức sống mãnh liệt. Còn bạn, bạn đến với sen vì điều gì?